Đây nhớ các anh nhá. Quán nhớ ông anh này. Số 4 đường phường đường 15 phường Tân Quy quận 7. Đây ông anh ơi. Anh Lộc. Người ngắt điện nhá. À, bạn Quân này, bạn Tú này, đây có biết anh này không? Đó. Bê đấy, bê thui luôn. Trước đi bé ơi. Cho uống bia, uống rượu. Uống bia trước. Bia trước. Làm mấy lon. Đúng không? Lấy cả bia cả rượu ra đi. Vâng. Cho rượu vào ngâm luôn kìa. Ăn uống bia gì ạ? Bia tay ngươi nào? Tay ngươi. Đấy, tươi nguyên. Ngon luôn. Rồi rồi, đang đi mua. Ở quê hả? Ở mấy ông này cùng ấy thôi. Và cùng làm công ty thôi. Thì hai bác kia vào đây cùng với em. Nhưng mà mai hai bác về bảo tôi làm cho các bác thưởng thức cái bê thui. Thì bảo tôi đến quán ông anh em ngồi cho nó thoải mái. Ý là ở đây có điệu quê nó chuẩn hơn. Quá tuyệt vời. Vâng, thì hai bác mai cũng bay về. Thế ba nặng thôi hả? Vâng, cứ ấy xong rồi lấy tiếp. Đúng không? Được. Đấy, quán rồi. Tân Quy bò nướng. Gần như là gần công viên luôn. Ơ, bình thường những hôm nào anh đi nhậu vậy ai làm? Cho bát đũa ra. Đây là bê tải này à? Bê thui đây.